Em đẹp hơn ánh sao. Cặp đôi Trung Quốc ôm hôn cháy bỏng trên giường làm khán giả mất máu. Nam chính tổng tài đẹp như xé sách bước ra. Bộ phim Em đẹp hơn ánh sao lên sóng với sự góp mặt của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Một phân cảnh ân ái của cặp đôi đã được hé lộ và ngay lập tức khiến dân tình thích thú. Trên mạng xã hội, khán giả nhận xét Hứa Khải và Đàm Tùng Vận diễn như yêu thật, có chemistry tràn màn hình. Không chỉ vậy, họ còn đánh giá cao giọng gốc của Hứa Khải, cũng như nhan sắc đẹp như tổng tài ngôn tình xẻ sách bước ra của anh. Hứa Khải tình tứ bên Đàm Tùng Vận trong bộ Em đẹp hơn ánh sao. Cộng đồng mạng bình luận cảnh quay tình tứ của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận như sau. Trước diễn quy lộ đã thấy Đàm Tùng Vận bạo hơn rồi, giờ mới thực sự cháy. Quyến rũ từ hình thể đến giọng nói như vậy, nghe giọng thôi đã muốn nghĩ xa lắm rồi. Tôi vẫn còn chịu được. Được biết, nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và hành trình, lập nghiệp trưởng thành của cô nàng kỳ tinh Đàm Tùng Vận xinh đẹp đáng yêu. Vốn dĩ chuyện xây dựng sự nghiệp không bao giờ dễ dàng và kỳ tinh cũng gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng bên cạnh cô là Hàn Đình, Hàn Tổng, Tổng Giám đốc Công ty Y tế Đông Dương. Hàn Đình đã giúp đỡ kỳ tinh rất nhiều, đồng thời còn cùng cô viết nên một chuyện tình vô cùng tươi đẹp. Vậy bạn có suy nghĩ gì về cảnh tình tứ của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải? Đừng ngại, hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé!